Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, chiếu bóng lưu động là đỉnh cao. Thời mà đội chiếu phim đi đến đâu là bà con đi đến đó. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin, đa dạng các loại hình vui chơi giải trí, chiếu bóng lưu động có còn nhận được sự quan tâm của khán giả nữa hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với những buổi chiếu bóng lưu động ở thủ đô Hà Nội. 20 giờ tối, nhà văn hóa thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đông và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là lần thứ hai phim chiếu bóng lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội về làng. Vì vậy, đối với người dân ở đây, cái tên chiếu bóng lưu động dường như đã trở nên thân thuộc hơn. Mặc dù bây giờ nhà nào cũng có tivi, nhưng những thước phim truyện được chiếu trên màn ảnh rộng miễn phí vẫn thu hút người dân nơi đây. Vì nó màn ảnh rộng nó to, bây giờ mắt các cô nó kém rồi. Thế là thích xem rộng như này nó sướng. Cũng được, mấy lần chiếu toàn phim kiểu ngày xưa là các cô cũng qua cái thời chiến tranh là các cô cũng biết. Nhưng xem là nó hiểu mà nó hay. Trong giai đoạn hiện nay thì thông tin rất là bùng nổ. Thế thì dân trí cũng đã rất cao, nên là cái việc đi chiếu của anh em là cũng gặp những cái khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của Đảng, của nhà nước thì cũng trang bị thiết bị rất là tốt. Thiết bị như này là tốt, 24 m², thế thì đi đến những vùng sâu, vùng xa, thế là cũng có những địa phương như ở đây này là đông, thế còn thì có một số thì cũng rất là vắng. Thế như vắng nhưng mà cái mục đích phục vụ của chúng tôi là dù có thể là vắng nhưng vẫn phải xóa những cái điểm trắng đấy, vẫn phải đến, có thể là thưa người ít hơn ở đây, nhưng vẫn phải đi làm để phục vụ, thế là không để xã nó trắng trên cái địa bàn của thành phố Hà Nội. Còn đây là buổi chiếu phim cho người lao động của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội. Do bận rộn với công việc nên những phút giây giải trí như thế này là rất hiếm hoi và trở nên đáng quý đối với mọi người. Cái công việc lao động chúng tôi ở ngoài đường là chính, vì vậy cái việc mà xem ở trên mạng internet là cũng rất là hạn chế, chỉ trừ khi ở nhà, nhưng mà thường gian thì khi về nhà rồi thì cũng không có thời gian mấy. Vì vậy cái việc mà có cái chương trình như này này, có chương trình trình chiếu như này đến các đơn vị là rất là tốt, tại vì tạo điều kiện cho chúng tôi có thời gian, tức là được tham gia, được hoạt động để xem và hiểu biết hơn nữa. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội có 6 đội chiếu bóng lưu động, trung bình một năm tổ chức hơn 1.500 buổi chiếu. Trước kia, các đội về địa phương chiếu bóng chỉ có 1 đến 2 chương trình phim truyện và 1 chương trình phim thời sự tài liệu. Nhưng nay, chuyển sang số hóa, một đội chiếu bóng có thể mang theo 60 phim truyện nhựa và phim thời sự tài liệu, phim hoạt hình, phục vụ thiếu nhi với nội dung chất lượng âm thanh hình ảnh cao hơn. Để đến rạp, những cái rạp ở lớn ở trên này thì người dân không có điều kiện hoặc là công nhân không có điều kiện để xem. Thế thì có một cái loại hình mà đây là ý Việt của mình, của Việt Nam mình, thì đưa phim đến tận nơi cho bà con xem và không thu tiền, trong đó thì bà con được nơi sinh hoạt cộng đồng ra đấy để cùng nhau xem phim, cùng nhau hàn huyên, cùng nhau nói chuyện, thì đấy là một cái loại hình sinh hoạt mà rất tốt hiện nay. Việc khán giả không quay lưng lại với chiếu bóng lưu động chính là động lực để những người làm nghề không nản lòng và mang nhiệt huyết của mình để phục vụ bà con, góp phần làm cầu nối giữa điện ảnh với công chúng. Không những thế, đây còn là hình thức phổ biến tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị một cách thiết thực và hiệu quả. Bởi vậy, không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, những người đam mê với nghề chiếu bóng lưu động vẫn đều đặn công việc thầm lặng của mình. Như dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và một số cơ sở Phật giáo khác ở thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Oai cũng mở nhiều cơ sở nuôi dạy học sinh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.